Ca sĩ Như Thùy, một gương mặt quen thuộc trong lòng khán giả yêu âm nhạc. Cô chinh phục người hâm mộ bằng giọng hát nội lực với nhiều sản phẩm cover đình đám. Ngoài ca hát, ca sĩ Như Thùy còn bán duyên với nghệ thuật diễn xuất. Trải dài trên con đường sự nghiệp ấy, người bạn đồng hành cùng cô qua những thăng trầm không ai khác chính là chàng diễn viên Lương Thăng, thành viên nhóm Buffalo. Hãy cùng MC Cả Như giải mã câu chuyện tình bạn của họ ngay bây giờ. Chào hai em, chia sẻ với quý vị khán giả đi, cái trường hợp nào mà mình gặp được bạn này? Tụi em là học chung cao đẳng văn hóa nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh, là học lớp thanh nhạc, học cách đây mấy 7 năm nữa. 7 năm. Là tụi em chơi với nhau cũng hơn 7 năm rồi. Là tụi em học thì đầu năm nhất em vô em ghét gì lắm. Tại nó làm màu á, nên là em không có chơi với nó. Mà bây giờ em thấy nó còn màu không? À, nó bớt màu rồi, chị thấy nó bận đồ đen rồi. Hôm nay nó bận đồ đỏ mà tại cái ghế này nè nó thay. Ờ, không phải đâu chị. Tại vì hồi đó mình mới vô mình còn trẻ, cái cá tính của mình sao mình bộc lộ y chang vậy đó. Mình thích tung tăng tung tệ gì đó thì mọi người tưởng nó mình làm màu, nhưng không có vậy. Mình sao mình y chang vậy à? Đúng rồi, là dạ. Bản chất của nó là màu sắc như vậy rồi Thùy, hiểu không? Dạ không, tại vì cái lúc đó em không như bây giờ. Đến lớp 12 luôn á là em như một đứa con gái mà được bảo bọc á. Em không có đi chơi luôn, em không có biết gì ở ngoài hết á. Là cứ đi là 9 giờ tối phải về tới nhà, kiểu con gái ngoan đó chị. Cái em vô đây em thấy mấy bạn này nè, kiểu người ta bung tẩy quá. Cái em nghĩ trời sao mà hư hỏng đó, kiểu vậy. Mình nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng mà giờ thấy cũng bình thường, tại em cũng ngang ngửa. Giờ còn ngoan không? Con dạ không. Tại sao cái bà này bả lọt vô Buffalo vậy em? À, là cái thời điểm đó là Buffalo casting vở nhạc kịch High School Musical. Thì bạn Thùy, bạn ấy mới nói mà ê, bên Buffalo casting cái vở nhạc kịch đó đó, đi đi. Lúc đó là em và Thùy và một bạn nữa tới cùng cái cổng đó. Thì lúc đó là Thùy mắc công chuyện đột xuất, thế là Thùy không đi. Thùy không đi tới trước cửa luôn, xong tới cửa không vô, phải hoành xe đi về đó. Còn em chỉ nó về lúc nãy mình về thôi, mình tới đây rồi vô luôn. Em cast cái em đậu em theo tới được 4 năm sau thì bắt đầu nhạc kịch Tấm Cám ra. Thì bắt đầu Thùy mới kêu là ê tụt, tao thích nhạc kịch quá, thích vô Buffalo quá, bữa nào Buffalo mà casting á kêu vô cast với. Thì bữa đó Buffalo cast, em kêu Thùy tới cast, Thùy vô luôn. Cái là theo tới đến bây giờ. À, mèo nhớ lần đó mèo đi xem Tấm Cám thì mèo có thấy ủa sao mà nhóm mình có một nhỏ mà nó nhảy múa quá, nhảy múa gì ta mà rất là lạ mắt mà mặt nó cũng sáng nữa. Yeah. Ủa bé này mới hả ta? Cái sau này gặp nhau mới biết là à, bạn này là Phan Như Thùy, là ca sĩ. Còn tụt đó ha, ngày đầu gặp gỡ thôi nó như con lăng quăng. Em nói đúng rồi đó. Đúng. Tối ngày ha, trong cái phòng tập thì nó cứ mở nhạc Hàn Quốc đó, nó dạy cho cả lớp nhảy. Mọi người tập đã mệt rồi mà nhìn nó là mọi người hết mệt. Và tại vì trời ơi, sao nó giải trí quá vậy em? Năng lượng rất là nhiều. Nói chung là nhìn Lương Thăng ở bên ngoài thì có vẻ giống như là hơi góc cạnh, nhưng mà bên trong thật sự nó giống như một đứa trẻ vậy đó. Tăng động, dễ thương, chịu khó. Và bạn Thùy cũng vậy. Kỷ niệm nào hai đứa nhớ nhất trong Buffalo? Chắc là khoảng thời gian tập Tấm Cám á. Có gây lộn không? Em với Thăng thì ít khi nào mà kiểu gây lộn mà cãi gọi là chí ché lắm. Tức là nếu chị mà cảm thấy giận là bắt đầu im. Đúng rồi. Im xong rồi về nhà khoảng mấy ngày sau nhắn tin. Nói qua nói lại kiểu như là cũng tranh cãi nhưng mà bằng tin nhắn chứ tụi đúng em rồi. Không có chửi nhau. Nhắn tin một hồi là xong. Cái đó là do cái môi trường làm việc nên tụi em thân với nhau, nhưng mà về cái cuộc sống hàng ngày á, Thùy có phải là một cái người bạn mà em có thể chọn là bạn thân? Với em á, bạn thân có thể là bạn ơi, tôi buồn lúc này nè, bạn cứ tới với tôi, hay đi ăn đi, món này ăn ngon lắm. Đó, tất cả mọi cái sở thích, một cái quan điểm đều cùng với nhau, sẵn sàng chia sẻ với nhau thì em nghĩ đó là bạn thân. Nói chung mà nghĩ trong đầu là muốn rủ ai thì đầu tiên sẽ rủ nó. Dạ. Yeah. Trong cuộc sống chúng ta sẽ có những cái sai lầm. Vậy nếu như mà tụt thấy được Thùy sai một cái gì đó, tụt có phải là một người nói thẳng ra những điều đó không? Có, hai đứa tranh luận với nhau, từ từ hiểu nhau, à người này sai, người kia sai, và bắt đầu cả hai cùng sửa. Nó có một cái gọi là sống khéo đó chị. Cái cách mà ví dụ nó phê bình mình á, nghe nó không có bị khó chịu. Ví dụ người ta nói là mày làm này sai rồi. Không, ta thấy á, là cái này nếu như mày làm vậy là nó sẽ tốt hơn. Hoặc là theo ý kiến của tao là như thế này. Nên nó nói là mình cảm giác nó không có bị khó chịu. Mình không có bị kiểu đập vô mặt. Tức là mình tránh đi thẳng vào vấn đề, sợ người ta bị tổn thương á. Thành ra là mình phải đi một đường vòng khá là xa để mà mình gieo cái ý đó, rồi mình mới nói là à, tôi muốn nói điều này nè, bạn thấy sao? Đó, kiểu vậy đó. Xuất phát điểm gần như giống nhau, với sự nghiệp nó cũng không có chênh lệch quá nhiều. Dạ. Thì hai đứa động viên nhau qua những khó khăn như thế nào? Trong khoảng thời gian Thùy thi cái chương trình Cặp Đôi Vàng, Thùy em hỏi là ủa thi sao rồi? Thì kêu là cũng hơi bị
áp lực xíu, tại vì là đối thủ rất là mạnh, ai cũng giỏi hết trơn á. Mình kêu là thế thôi cứ gắng đi, bản thân mình tới cuộc thi á, mình cho hết mình thôi, mình cống hiến thôi, mình đừng có đặt nặng vấn đề thắng thua nhiều quá. Thì Thùy kêu là thì cũng nghĩ vậy, cho nên là thôi cũng kệ đi, cứ chơi tới. Thì em cũng động viên Thùy rất là nhiều trong cuộc thi đó. Ngược lại thì trong quá trình mà em tham gia Buffalo vậy đó, trước đó nữa cũng có một cái khoảng thời gian tập luyện cực khổ rồi. Chỉ biết mà nhạc kịch, cái thời điểm mà mình đi con đường nó rất là chông chênh, và mọi người nói là tại sao lại theo con đường đó, ở Việt Nam cái con đường đó nó không có chuộng nhiều lắm. Thành ra là cũng nhiều người nói với em như vậy. Thì em kêu là ê Thùy, ta không biết là ta theo con đường này có đúng hay không. Thùy kêu chứ thôi kệ đi, quan trọng là mình thích, mình thích thì mình muốn làm điều đó thì thôi cứ làm. Và vì thanh xuân của mình đó, nó chỉ trôi qua đúng một lần thôi, mình cứ làm tất cả những điều mình thích. Dạ. Chia sẻ với quý vị về những cái điều khó khăn khi mà làm nhạc kịch ở Việt Nam. Thật ra những nhóm nhạc kịch thường là những nhóm rất trẻ, và mọi người có cái khuynh hướng nó hướng ngoại một tí xíu. Thì cố gắng cũng làm những cái vở nó rất là Việt Nam, nhưng mà cái điều kiện tập rất là khó khăn. Khi mà tập á là không có lương tập, mà cái lương mà diễn nó cũng không có quá cao nữa. Tại vì không thể nào mà bán vé với cái số lượng mà tiền lớn sao người ta mua được. Mà bán vé thấp thì lượng người đến đông thì mọi người biết nhiều, nhưng mà thật sự không có đáp ứng được. Tại vì sân khấu, đèn, cảnh trí và tất cả mọi thứ của sân khấu nhạc kịch nó mắc gấp 3-4 lần một cái vở kịch bình thường. Và thời gian tập cũng gấp 3-4 lần. Thời gian tập thì phải nói là 3-4 tháng, đôi khi nó kéo dài như vậy. Và tất cả mọi người, những cái nhân vật như Thăng với cả Thùy sẽ bỏ rất nhiều thời gian để mà cống hiến cho nó. Đó là cả một cái sự hy sinh. Và khi mà khán giả xem được một cái vở nhạc kịch nào mà khán giả thích, nên đó là cái niềm hạnh phúc. Giống như là công sức mình coi như bỏ hết, mình cảm thấy mình vui. Có gầy nhau, có cãi nhau, có đôi khi có đói nữa. Đói thật sự, có mượn tiền, có đủ thứ hết. Nhưng mà nghĩ lại cái đó là cái niềm đam mê của mình. Giờ mình lỡ mình mê quá rồi sao giờ. Mình có đi làm cái nghề khác đi chăng nữa mình mà không vui. Mà nhạc kịch mà có lỡ kêu mình về là cũng quay về. Dạ. Đó là cái niềm đam mê thật sự.